Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 9 Tây tháng Giêng năm 2016. Ngày hôm nay ngay tại góc đường Brookhurst và Bosa, ngay giữa trung tâm Little Sài Gòn, có một buổi ra mắt văn phòng tái tranh cử của giám sát viên Andrew Đỗ. Ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận có rất nhiều những người Việt trong cộng đồng cũng như là các vị dân cử Mỹ Việt ở địa phương tới để mà tham dự và ủng hộ cho việc tái tranh cử của giám sát viên Andrew Đỗ. Tôi biết Andrew Đỗ từ cũng khoảng 15 năm khi mà Andrew Đỗ mới ra luật sư đấy. Thì thời gian đó thì tôi có những sinh hoạt vì vấn đề mà cộng đồng với lại những đặc biệt là vì vấn đề giáo dục đấy. Thì lúc bây giờ là Andrew Đỗ đã bắt đầu sinh hoạt cùng với tôi rồi. Thì tôi thấy đấy là con người mà đã có chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước. Và trong vòng mấy năm sau này mà khi mà Andrew Đỗ ra sinh hoạt ngoài vấn đề mà chính trị cả cộng đồng đấy. Thì tôi thấy rằng là Andrew Đỗ là một cái khuôn mặt rất là tốt. Mà từ ngày làm giám sát viên thì tôi thấy Andrew Đỗ có những cái công việc rất là thực tế vì dân sinh, giúp dân sinh, rồi những vấn đề về chính trị, rồi tất cả những vấn đề. Và đặc biệt là Andrew Đỗ còn có những cái khả năng nữa rằng có thể là ở cấp tiểu bang hay cấp liên bang đó là đều có thể, nghĩa là sinh hoạt ở cái cấp đó mà về vấn đề chính trị Việt Nam cũng có thể có ảnh hưởng được nhiều. Thì tôi thấy đấy là những cái nhân vật có tương lai lớn. Và tôi nghĩ rằng đồng bào nên gọi là nên tiếp tay với những cái nhân vật trẻ như thế. Trong số mà ở đây mình thấy có vào khoảng chừng độ 10 người, 15 người mà đã được gọi là cộng đồng đề cử ra để làm trong các chức vụ mà chính trị ở trong đây đó, thì tôi thấy Andrew Đỗ là một trong 2-3 người tôi cho rằng là tốt nhất và tôi nghĩ rằng là đồng bào nên tiếp tục ủng hộ. Hôm nay tôi đến đây để ủng hộ Andrew Đỗ là vì với cái nhận định của tôi đó, tại hải ngoại hiện giờ tại Orange County này đó thì chỉ có hai người trẻ, trí thức trẻ, trí thức dân tộc có cần phải được nâng đỡ và giúp đỡ, đó là Andrew Đỗ và Janet Nguyễn. Mà trước đây tôi đã ủng hộ Janet Nguyễn lên thượng nghị sĩ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi và bạn bè của tôi tới đây để ủng hộ cho Andrew Đỗ phải đạt được cái vai trò giám sát viên quận Cam. I've had the opportunity to work with Andrew and I will tell you that there is one thing that permeates everything he does, and that he studies every issue, and he always does what he believes is right. Because the right thing, while taking into account what's important to his constituents. Lý do mà bà ủng hộ giám sát viên Andrew trong kỳ tái ứng cử lần này là vì những vấn đề như là lĩnh vực an ninh công cộng là cái vấn đề mà bà rất quan tâm đến, và luật sư Andrew Đỗ chuyên là một cái người mà ủng hộ cho các nhân viên công lực và các anh công cộng. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu các quý vị dân cử có mặt trong ngày hôm nay. Let me say that I've known Andrew for quite a long time, really actually for many years. He goes back I don't know how many years, 20 years at least, where he was a deputy district attorney in the DA's office. The county's building. Now, Andrew Doe is not your average lawyer. As a matter of fact, he was lawyer of the year for Orange County. He was president of the Asian Bar Association in California, in the state of California. After the re-election last year, it was only 11 months ago. It seems like a long time, but it was less than a year ago, and it's deja vu. Here we are in the middle, beginning of a new campaign. We were the first municipality to file for bankruptcy. Now we have to decide what lessons did we learn from the bankruptcy. Chúng ta thấy trong cộng đồng chúng ta cái sự cần thiết có một tiếng nói để mình thay mặt cho mình, để mình cho thấy cái sự cần thiết mình có cái tiếng nói không phải chỉ ở quận Cam, không phải chỉ tiểu bang, mà hy vọng một ngày nào đó mình lên tới cả liên bang để mình tranh đấu cho cái hình ảnh, cho cái quyền lợi của mình và những cái giá trị mà mình coi trọng là một cộng đồng và cá nhân của chúng ta là người tị nạn qua nước Mỹ. The biggest reason that I'm supporting him now is because he's a really fine supervisor. You know, he's come into the job and taken it very seriously, and he's you know, because of his experience as an attorney and as a businessman and you know, just as a person who lives in our county, and he's done a fantastic job. He's very intelligent, very professional. When the board needs to get things done, like plan for the future of the development of the Orange County Civic Center, they call on his talent. They put him on the
on the committee to do the basic background work to develop the information so that they can make an intelligent decision. Another aspect that's not so small, it's a major aspect, is he's a good representative of the Vietnamese community, the Vietnamese American community. I think he does a really fine job of representing the people of this county and more specifically his people where he has his home and where he comes from. Tôi đến đây ủng hộ anh Andrew Đỗ với tư cách cá nhân vì tôi thứ nhất là đây là một cái người tôi rất là quý mến và nể phục. Tôi nể phục vì khi tôi sang đây là một cái người Việt mà bước chân lần đầu tiên bơ vơ trên đất Mỹ này đó, gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cái tôi nể phục vì anh ấy là một người Việt cũng như tôi, nhưng anh ấy đã phấn đấu vươn lên để có một cái vị trí xã hội ngày hôm nay là một cái niềm tự hào cho cộng đồng người Việt chúng ta. Cho nên tôi ủng hộ anh Andrew Đỗ và tôi cũng muốn nói với mọi người rằng chúng ta nên ủng hộ người đồng hương đáng mến này. Anh ấy rất là nhiệt tình, rất là chân thành, giản dị, rất là hay giúp đỡ mọi người. Tôi tin rằng khi anh ấy có một cái vị trí xứng đáng trong xã hội là chúng ta sẽ được cái sự ủng hộ của anh ấy nhiều hơn. Và cái mức sống cũng như cái đời sống người Việt, cái vị trí của người Việt trong lòng nước Mỹ này nó sẽ được nâng cao hơn. Andrew is very involved with the community and he's there for his constituents. And that's what I like about Andrew. He's a working supervisor and he's out there trying to do what's best for the city he represents. And that's why I'm supporting Andrew Đỗ for his re-election campaign, because I've seen the person he is. He's sincere and he's truthful, and he works very hard to make a difference for the community that he represents in the first district. Anh Andrew Đỗ trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đó, anh đã làm rất là nhiều cái việc có ích cho cộng đồng. Từ những cái hội chợ sức khỏe, lo sức khỏe của đồng hương, rồi những cái luật cho trẻ em, rồi anh lo cho những trẻ em về bệnh tật, rồi tất cả những cái điều đó và nhiều hơn nữa. Anh lo những cái thành phố trong cái vùng Orange County, từ cái môi trường, từ cái nhà cửa, tất cả mọi cái anh lo rất là nhiều. Và trong tôi nghĩ cái đó là một cái xứng đáng để cho không những đồng hương mà Nghệ Vinh đến đây để mà ủng hộ cái cho nhiệm kỳ tới của anh. Ông là một trong những cái người dân cử gốc Việt có thể nói rằng là khả năng và có tài đức nhất trong tất cả những cái người dân cử gốc Việt mà chúng ta có trong 40 năm định cư tại đây. Không những là với cái khả năng, cái học vấn của ông và với cái tấm lòng của ông là một cái người quốc gia và ông là một cái người làm việc rất là hiệu quả. Ông là một cái người chuyên viên luật pháp nổi tiếng trong 5 người giám sát viên ở tại quận Cam này, và đó là một cái điều mà chúng ta hãnh diện, chúng ta, cái cộng đồng của chúng ta có thể gửi được một cái người mà biết về luật pháp và biết đối đáp và biết bảo vệ được cái quyền lợi của cộng đồng của chúng ta ở tại cái quận Cam. Quý vị nên nhớ rằng cái quận Cam nó có một cái ngân sách 6 tỷ, chúng ta chỉ có chưa được 1/10 dân số của quận Cam mà chúng ta kiểm soát cái quyền lực 1/5 quyền lực của cái cộng đồng quận Cam này, thì quý vị biết rằng cái vai trò giám sát viên địa hạt mục nó quan trọng như thế nào. Thực sự là năm vừa qua hội đồng giám sát đã đạt được rất nhiều việc, nếu mà mình nói cũng khá dài, mình nói tóm tắt như là văn phòng để mà Ethics Commission về làm về Office of Independent Review, chúng ta tranh đấu cho vấn đề mà thành lập cái homeless shelter cho những người vô gia cư. Và chúng ta đã tranh đấu để giảm thuế xuống cho business. Và chúng tôi cũng đang sửa lại để mà làm cho những cơ sở văn phòng của quận Cam mà một cách nó đỡ tốn kém tiền. Chỉ trong 11 tháng mà chúng tôi ở trong văn phòng, đó là rất nhiều những vấn đề mà lớn mà chúng tôi đã đối đầu. Còn về với cộng đồng chúng ta thì chúng tôi rất hân hạnh là mình đã có được như hội chợ của Tết Trung Thu, và đến tuần tới là mình có lễ an vị tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và ngày mai chúng ta sẽ khánh thành những xe bus của OCTA cho cơ quan di chuyển trong quận Cam. Họ sẽ bọc quảng cáo, mấy cái xe bus để họ lái chung quanh quận Cam quảng cáo cho chợ Tết của cộng đồng Nam Cali.
sẽ tổ chức hội chợ Tết tháng 12, tôi xin tới tháng 2 ở công viên Mount Sky Park. Và trong những tuần tới chúng ta sẽ đưa ra dịch vụ để xây trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng ở trong Mount Sky Park luôn. Đó chỉ là một số nhỏ những việc mà chúng tôi đã làm và sắp sửa sẽ làm trong những năm tới.